Hỷ xin kính chào ông bà, cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có ở mặt tại là đền thờ Quảng Cơ Trần Văn Thành. Thì hôm nay thì hôm qua thì Song Hỷ có chia sẻ ở Phú Tân rồi. Thì hôm nay thì Song Hỷ là chia sẻ một địa điểm mới, mà đây cũng gọi là một cái dinh chính của ông. Hôm nay thì bà con về đây rất là nhiều, và trước mặt của Song Hỷ là sẽ có một cái bảng là công nhận di tích lịch sử văn hóa. Đây là ông Trần Văn Thành nha cả nhà. Địa điểm dinh đức cố quản Vũ Hương Tự, xã Thanh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cái khu vực này gọi là khu vực Châu Phú nha cả nhà. Dạ, ở đây có một cái công nhận di tích văn hóa. Đây là ông Trần Văn Thành, quản cơ Trần Văn Thành, thường thì mình gọi là quản cơ. Ông Trần Văn Thành quê ở ấp Bình Phú, Cồn Nhỏ. Cái tượng chính nó đẹp hơn. Dạ. Cái tượng đây là tượng Hoàng Đi Ca, nó là tượng mẫu. Em đi xuống dưới. Ở dưới là đẹp hơn nữa ha. Dưới là tượng chính, ở đây là làm tượng mẫu. Dạ. Từ cái tượng này cũng có làm thành tượng kia. Dạ. Em đi dưới đây. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Ở đây có một cái tiểu sử nên là Song Hỷ cũng muốn đọc đến ông bà cô chú sơ qua về những cái về ông quản cơ nha. Ông Trần Văn Thành quê ở ấp Bình Phú, Cồn Nhỏ, làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, quận Châu Phú Hạ, tỉnh Châu Đốc. Nay thuộc ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nha cả nhà. Năm 1840, ông gia nhập quân đội nhà Nguyễn, Minh Mạng, có nhiều công đánh giặc, được phong đến chức là Chánh Quản Cơ nên còn được gọi là Đức Quản Cơ Thành. Năm 1846, tình hình biên giới ổn định, ông được giải ngũ theo chính pháp là ngụ binh ư nông, và được triều đình ban thưởng nhiều phẩm bậc, có tờ chiếu khen là quản cơ tinh binh. Năm 1849, ông theo đạo Vũ Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên, ông được Đức Phật Thầy Tây An giao việc đi cắm năm thẻ xung quanh vùng Hắc Sơn, với mục đích là xác lập chủ quyền vùng đất ranh giới khai hoang lập làng. Là năm thẻ ông mà hôm bữa mình có đi qua mình chia sẻ bên chùa Bồng Lai, anh Caramen nhớ không, là ông cũng có trong đó. Năm 1851 thì ông quản cơ Trần Văn Thành vào vùng Láng Linh, Bảy Hư dựng trại nuôi khai hoang lập làng Thạnh Mỹ Tây. Ngày 22 tháng 6 1867 thì quân Pháp chiếm tỉnh An Giang, ông đã tổ chức lực lượng đắp cạn ở Cồn Nhỏ để ngăn quân Pháp và tấn công quân Pháp ở Châu Đốc. Sau đó ông chuyển lực lượng vào Láng Linh dựng trại sản xuất, tích trữ lương thực, luyện quân và rèn đúc vũ khí để chống bị quân Pháp. Thì ở đây có rất là nhiều tiểu sử của ông luôn, nên là Song Hỷ cũng đọc khái quát một số cái tiểu sử của ông. Hôm nay thì ngày lễ của còn gọi là ngày kỷ niệm 151 ngày ông mất tích, và hiện tại không phải là lễ dỗ như mọi người đã nói nha, đó là lễ mất tích. Và trong ở đây thì mọi người là lúc nào cũng nghĩ ông là còn sống với mọi người. Hôm nay thì Song Hỷ cũng muốn cả nhà đi cùng với Song Hỷ để mà tham quan, khám phá và trải nghiệm khu vực của đền. Và khu này cũng là khu di tích, cũng được các bà con tín đồ Phật giáo đến đây để mà có thể là dâng hương cho ông. Cả nhà thấy hôm nay xe đông lắm, Song Hỷ là phải gửi ô tô từ ở phía ngoài mà đi vào đây thì cũng khoảng 1-2 cây số, đi xe ôm á, đi xe ôm thì một người 15.000, gần hơn thì ở ngoài kia thì gần hơn thì 10.000, còn đi vô trong này là xa hơn thì thêm 5.000 cho các chú nữa. Song Hỷ và anh Caramen đi là 20.000. Mộ bà cố quản là mộ của vợ ông hả? Mộ bà cố quản là trong này sẽ có mộ của bà. Em thấy thường có lễ là các cô các chú là sẽ bán những hàng la rất là nhiều luôn, nên là âm thanh sẽ có hơi ồn nha cả nhà, hơi ồn xíu. Ôi, mấy bạn học sinh đi đến đây quá trời luôn nè, vì gần trường học á, lòng lăn đến đây để mà mua. Các bạn học sinh là trường kế bên đây nè, nên các bạn giờ về á thì các bạn cũng đến để mà đi viếng ông.
vì một năm chỉ có một lần duy nhất thôi. Các cô, các chú, các sứ đều đến đây. Ôi trời, bên kia đông nghẹt luôn kìa. Trại ruộng Đức Cố, Đức Bà Cố Quảng Nguyễn Thị Hạnh. Trại ruộng là trại như thế nào em cũng không biết ha. Có một điểm sẽ có để những cái bảng, giống như mộ để một bảng. Còn này là trại ruộng sẽ để một bảng. Đây gọi là trại ruộng nè. Đức Bà Cố Quảng Nguyễn Thị Hạnh. Ở đây là có những cái món ăn, bánh tét ở phía ngoài này. Bánh tét rồi hột é, kẹo chỉ. Kẹo chỉ mạch nha. Cái này là mạch nha hả chị? Một cái là bao nhiêu tiền ạ? 5.000 chị ăn thế nào? Cho em 5.000 được không? 5.000 vẫn được hả? Vẫn bán hả? Thôi là 10.000. 10.000 đi. Anh để em coi thử coi trong túi em bật tiền không nha. Không biết. Chết rồi. Quay trời ơi xấu lắm. Em xin phép quay đường á. Quay đường của chị thôi. Hang nha, đợi em xíu nha, em kiếm tiền. Anh Caramel có tiền không? Không có tiền hả? Kìa, đi kìa đó, người ta quay luôn. Tốt luôn kìa đó. Cái này giống tánh gì? Tánh gì mà quay hình dữ vậy chú? Dạ, Song Hỷ ạ. Song Hỷ vậy dạ. Vậy là coi không thấy cái tên này. Cô về cô coi là có liền á. Lên 14 là vậy. Dạ, YouTube ạ. Đây đó, tôi coi mà chưa thấy. Dạ, con ở An Giang, có gì cô ủng hộ cho con nha. An Giang nè. Dạ, ủng hộ cho người con An Giang nha cô nha. An Giang quen tôi, quay tôi luôn coi, An Giang. An Giang quen tôi. An Giang, An Giang mãi đỉnh. Tiền kìa, thấy không, có thấy không? An Giang mãi đỉnh. An Giang quen tôi nè. Trời ơi, mà quen mấy người đi chùa hết luôn. Dạ luôn. Trời ơi. Bao nhiêu một cái? Cô ăn không? Con mời cô. Cô ăn với con nha. Rồi, con mời cô nha. Rồi, con mời cô miếng nè. Cô ăn không? Không, cho bé này ăn. Rồi, bé này ăn nặng quảng cáo. Bé này ở Đài Loan. Ở Đài Loan nó qua đây nó ăn bánh. Chắc bé ăn không nè. Cái này ăn ra sao trời? Củ vậy hả? Củ. Rút cái này ra, củ. Cái trời, cái cây này sẽ cầm ăn. Coi cái này ăn ra làm sao hả? Hay bánh cạp lên, bánh cạp lên anh em. Là kêu cạp ăn không mà kêu hút cái cây. Em một miếng hả? Cái này là hột é mà. Dạ đúng rồi. Cái này là mè. Hột é mè. Cái này mình ăn. Cái này mình ăn. Không. Cái nhỏ nữa. Vậy em làm bè hả? Em ăn mè hả? Cái này kẹo quá hả? Bánh này nè. Ăn bánh này đi nha. Rồi thôi đem mời bé này luôn. Để chút chị là chết tiền. Rồi cho con đó. Rồi hai bạn kia có ăn không? Hai bạn kia có ăn không? Vậy là còn thêm một cái nữa nha chị. Quá đẹp rồi. Hai đồng tiền ăn tiền. Rồi cho bé này thêm một cái nữa. Em bẻ mới ăn hoài luôn. Mày nhờ cái đậu mua cho tao ăn hoài đi à. Cô có ăn không? Cô ăn không? Ăn luôn đi con mời à. Cô ăn không? Nó quay mấy cái lạ lạ nè. Mình chưa thấy mà mình đó ăn vô. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 30. Cái này mình không có kéo sợi như bộ mấy chị hả? Sao không? Tại vì là cái này nó bị hơi chảy. Nắng lên nó không có chẹo. Rồi. Rồi. Cầm lên phải cầm hai cái. Cầm vậy là cầm hai bánh. Cầm hai cái bánh. Không cảm đi. Tại vì hôm nay mạch nha nó hơi lỏng. Rồi để con mời cô nha. Dạ. Trưa này là nắng nó sẽ chảy ra, nhưng giấc sáng thì nó không có, nó sẽ cứng. nó bị do thời tiết nóng quá nó bị nhão ra. Mà mình phải để nước đá như vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, để giữ cho nó lạnh, cho nó cứng á. Rồi của em nãy giờ là mấy cây chị nhớ không? Ba cây ha. Nhưng mà quan trọng giờ em còn có thời này chị đổi giùm em được không? Được. Sao?
lát nữa đổi bà bánh tét luôn bà. Rồi chị lấy cho em một cây nha. Cô đã cô ăn bánh cô mấy con nha. Con mời cô. Cô mua chưa? Vậy hả? Cô coi hả? Con mời cô một miếng nữa không? Cô con mời cô một miếng nha. Dạ con cảm ơn cô. Tôi cô 500. Con đổi tiền lẻ. Chị bên kia đang ăn cơm. Chị bán bánh tét, chị đang ăn cơm với cô. Có chị em là anh không có cô làm đâu. Em nhìn như chị, em thấy chị quen quen á. Em hả? À. Em ở trên YouTube á. Đúng rồi, bởi nhìn thấy quen quen mà không dám nhận. Nhận đi. Có gì đâu, nhận quen đi cho em vui. Rồi đi đâu mà gặp mà các chị, các cô mà biết là Song Hỷ vui lắm. Thấy hoài luôn trên YouTube hoài à. Dạ. Con đi hoài mà quen á. Thấy chị trên YouTube, chị tin YouTube gì ạ? À? Tên em là Song Hỷ. Song Hỷ đúng dạ, rồi, phải rồi chị yêu. Dạ ơi. Con đi qua YouTube á cô. Đông hả chị ha? Hồi sáng giờ là đông nhiều hơn không? Chắc này bớt rồi đó. Ba vé 56 quá đẹp cô. Cô 1956 quá đẹp cô. Mì thủy hợp chút xíu nha cả nhà ơi. Ngọt quá ha. Dạ, ăn miếng đi cô ha. Ăn đi nha. Dạ. Cô chào luôn đây chị nha, lớn 3 năm ta trai có 100 thằng. Đây ngọt quá. Dạ, thường là sẽ để vô bột á, mình làm như sợi như vậy nè. Đó, em gửi chị nha. Có cái cây này để làm gì vậy? Để cầm á. Vậy hả? Lại rồi cô ăn. Ôi, rồi, bớt không bớt rồi. Con rút ra rồi, chớp ra rồi. À. Đủ chưa chị? Của em là tổng cộng bao nhiêu cây? 4 cây. 4 cây. Cây này đó là chúng ta 4 cây. Ừ. Cây mừng nè ha chị. Ok, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Mời cả nhà nha, đây là bánh kẹo chị cả nhà ơi, mà do hơi tiếc ở đây nóng quá, kẹo không có cứng được. Mời cả nhà nha. Rút mạnh lên hả? Dừa. Là dừa, cái dừa. Mời cả nhà nha. Comment dùng không? Mời cả nhà nha. Lâu mới ăn bánh lợi á. Cái đường có một cái là cái đường nó không có hành sỏi thôi chứ cũng ngon nha cả nhà. Em cảm ơn nha. Có những cái đầu lăn đó, những cái đầu lăn rồi nơi này là điểm cấp thuốc miễn phí đó nè cả nhà. Thường là có rất là nhiều người đến đây để mà làm từ thiện á, nấu ăn nè, rồi cấp thuốc nè, rồi làm ra nhiều nước uống lắm. Ở bên đây Công Thị cũng không biết đi đường nào. Ở đây người ta bán nhiều quá. Wow, các cô đông quá. Quá trời đông rồi. Để em xíu em bỏ gác xíu nha. Dạ đây là cổng bằng hai ông rồng và được kết bằng hoa tươi và cao. Có những cái phần trái ớt nè, rồi trái cao nè, rồi thêm những cái cọng rau của quả khóm á, còn gọi là quả dứa, rồi đậu bắp nữa.
hình như là này của một mạnh quân cúng dường hay sao á. Còn đây là một cái kiệu để làm lễ nước ông. Thời dẫn cư Trần Văn Thành thông báo bà con đến tham quan và diễn di tích. Trong này là tránh đường khi mà chắc sáng này là đã làm lễ rồi, không phải đến thì hơi trễ quá. Và một trong phút kế giá trị, mong bà con hãy lưu ý và cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và mọi người xung quanh. Đây là cái khu vực tiếp đãi nước miễn phí. Bên đây đang chăm cà phê nè, anh Caramel bên kia chăm ly cà phê rất là to. Các cô ở đây. Chào các cô ạ, chào chị nha. Đây là những quầy nước miễn phí, hoàn toàn miễn phí của các cô các chị á. Cà phê nè, trà đường nè. Bé xinh quá nè. Rồi bên kia mấy anh chăm cà phê to quá kìa. Cái phim gì mà to đùng vậy? Dạ có chào chưa? Dạ xíu nữa con sẽ quay coi lại. Wow. Một phin cà phê này là bao nhiêu ký cà phê mình mới đủ à? Dạ. Là 1 ký là 3 phin. À 3 phin. Cái dạ. Này là 4 ký là 12 phin. 4 ký 12 phin. Ôi, công nhận cái phin này to dữ vậy. Phin này to quá. To đụng luôn. Mà nước là mình phải nấu là liên tục luôn. Chăm liên tục luôn. Mình nấu bên đây, mình chăm bên đây xong mình mới đem qua đây ha anh. À, đây nhà ba đó, đây nhà đó. Dạ. Ờ, em cảm ơn nha. Nước đá nguyên một hùng to như vậy luôn mới đủ, chứ mà hùng nhỏ mà hoặc là mà mình nhỏ cũng không xi nhê đâu. Ôi các cô không biết các cô đang làm gì bên đó mà thấy ngồi nhiều quá, hay là đang ngồi nghỉ mệt ta? Ô các cô, con chào các cô nha. Cô bầm tội, có thấy các cô đang làm gì? Con đang nhìn wow. Mình ngồi bầm tội mà con tưởng là đang ngồi mình nghỉ mệt. Vui quá à, các cô ngồi bầm tỏi mà xung quanh nó nhau như vậy vui quá à. Làm không cũng không có mệt nữa. Sáng giờ là mình mệt không cô? Sáng giờ là mệt không cô? Mệt gì? Chị không có, không sao đâu mẹ hả? Dạ, các cô là ở đâu đến? Ở cùng xã mình ở đây không à? Dạ, xã mình mới tụ họp lại đây. Thôi thì ở xã Đậu Hữu Cảnh. Xã Hữu Cảnh hả cô? Dạ. Dạ. Khu đây là khu bếp hả cô? Hả? Khu ở đây là khu bếp mình nấu nướng ở đây hả? À, nấu nướng ở đây. Dạ, xong rồi mình mới đem đồ ăn lên trên kia. À, đây này, này. Dạ. Đó. À, con thấy hôm qua con thấy là các cô kia nấu gì bánh canh bột sắc này kia là ở đâu vậy cô? Là tốt đằng kia luôn hả? Dạ, dắt hển á. Dạ. Dài qua bệnh, hai bệnh nãy bánh xèo. Dạ con cảm ơn nha. Ông cố. Dạ. Rồi con cảm ơn mấy cô. Đây là khu vực bếp đang xào đồ ăn. Làm cơm á. Mà này là trứng nè. Trứng chân nè. Chị đang cắt nè. Em gái. Trong này là gồm những gì vậy chị? Trong này nè mình là gồm những gì vậy? Bún tàu. Dạ. Đấm mèo. Rồi gia vị á. Gia vị trong đó ha. Dạ. Rồi cái này là mình sử dụng đậu hũ hay là chả đòn? Đậu hũ mình luộc rồi mình ép khô vô mình nhồi cho nhuyễn. Cái này là mình chắc mình để mình làm với cơm mấy chị ha, ăn với cơm. Dạ. Dạ cơm xô, cơm tấm.
ở bên kia các chú là đang lo. Em cảm ơn chị nha. Ôi mình chắc mình phải di chuyển qua bên nha. Dạ. Con chào chú. Quá đông. Do là phần lớn nào nhiều khách Phật tử đều đến đây nên là phải làm dĩa cơm như vậy để làm sẵn là sẵn như vậy dễ mà bưng lên ăn. Chứ mà làm theo món thì rất là khó. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá, quá ngon. Dạ quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Đây là dĩa cơm, ai ăn thì sẽ lấy một dĩa đậu ăn lên tôi đi. Thôi mình sẽ di chuyển tiếp nha. Hôm nay là cái khâu mà sẽ là cho can vào trong dĩa cơm. Sẽ có bì nè. Đó. Bì. Em chào mấy chị nha. Bì, chị cho em hỏi cái này là cái gì vậy chị? Mít. Mít để mình chiên rồi trở lại xào mặn. Chiên xong rồi xào mặn. Còn cái này là giống như là này à, kêu bằng thịt heo heo quay, thịt heo quay chay. Bên đây. Bên đây là đồ xào, có hẹ nè với có cải xào. Đồ cơm. Cơm một mặt bột xịn rất là to. Cơm rất là nhiều luôn. Cái này hình như cơm hay sao nóng lắm. Đứng đây nóng lắm. Ôi còn nấu bên đây nữa nè. Con chào bác cô. Đông thịt dai. Heo quay chiên. Ôi, cái này là làm từ bánh mì hả cô? Wow, cái này là mình làm từ bánh mì hả cô? Bánh mì với bột hả? Bánh mì với bột. Rồi sườn non nữa. Sườn non chay. Mình mới ép lại. Mình làm xong rồi mình chiên giòn lên nữa. Thôi mình ăn. Nay chân mà muốn ăn quay thì ôi nhiều quá, hấp dẫn quá kìa. Trời ơi cô chiên cô làm mà dòng rụm luôn. Con ở châu Đốc. Dạ. Cô ở đâu ạ? Cô ở đây nè. Cô ở đây luôn. Có liền. Có liền.
tôi bị mất túi rồi nè. Ghê quá. Mình đi những cái chỗ mà đông người như vậy á, cái tình trạng mà như vậy là cũng hơi khó. Cho em xin qua nha. Chào cô. Cái này là ngưng lại hả chú? Bây giờ cô vô làm gì? Quay. À, vô đây rồi, cô không nói đâu biết. Dạ, cho trước đi không vô chổng. Cho anh em đây nè. Dạ rồi. Cái này là mình đang đổ bánh xèo hả? Đúng rồi. Cho em quay đổ bánh xèo đi, quan trọng là đổ bánh xèo hết nhất luôn. Quay đây. Vô đổ bánh xèo sao? Quay mấy cô trước đúng không? Mấy cô ở đây là cô nào cũng dễ thương hết trơn. Vậy là mình ở đâu hả? Anh này Hòa Hảo. Hòa Hảo là... Hàng ấy có nói từ Hòa Hảo. Trời ơi! Thân con bánh hỏi hơn bánh hỏi hơn. Trời ơi! Chị lại đứng ở đây đổ bánh xèo. Đổ chậm ở đây cho người ta. Dạ. Rồi cho người ta ngồi, người ta dùng, người ta ăn, người ta thưởng thức, nó bánh xèo quá ngon. Quá ngon. Hết chỗ không ơi? Không quá. Chị cho bánh xèo đi, vô lấy bánh xèo. Hết rồi. Ngồi để đó đi, từ sao? Từ. Cái gì cũng từ. Chỗ cũng nhiều người lắm. Cái gì cũng từ. Từ cháu bây giờ. Vô trong đây, vô trong người biết người đổ bánh xèo. Dạ. Mấy ông đi, không phải thấy con, nó mới nhấn mặt mà mấy chị. Trời, chú pha bằng cái máy quay luôn chứ, chú không pha tay nổi luôn. Quên bột luôn. Dạ. Cái này là chưa có đủ dừa vậy? Hả? Chưa đủ dừa. Một cây ra mới đổ. Nước nó nước đá vừa không? Nước nhất còn cái này không? Cái cầu còn không giữ. Bánh tráng ghê luôn. Nước tốt rồi đó. Đâu nãy là giả quá, không có. Này cái đồng nước tốt người ta giả đâu. Là... Cái đồng nước tốt người ta đó. Vậy là giả thêm. Cái này mà ai mà ăn được là béo lắm nè. Rồi, cảm ơn chú nha. Ôi, cái này là để pha ra nấu, là để làm bột nè. Này chỗ vậy? Cái này là nếp hả? Gạo. Gạo mà tháng mà được cũng gạo. Dạ. Sao bao thấy gạo mà đẹp ghê luôn á. Cái nhỏ rí à. Ngon rồi, đi xây qua đây xây bột. Dạ. Anh Úc. Wow. Mặc đây luôn á. Cảm ơn. Mặc đây luôn, có mặc đây không? Hả? Chào chạy đó. Mình mới chạy vòng vòng, nó bắn mình sang trước. Mình mới chạy lít lọt. Chú đi thẳng cái nhà phía trước để mà phục vụ. Yeah, chào tất cả quý vị. Và một lời nữa là thay mặt cùng bức xèo từ thiện Hoàn Hảo, trân trọng quý vị được một ngày thành công và tốt đẹp trong cái dịp lễ hội của Đức Cô Quảng. Dạ. Ngày hôm nay mình có phục vụ cho cô bác. Rồi có gì sơ sót mình nói cho cô bác thông cảm dùm quý vị. Đứng đây rất là nhiều lần. Nhiều lần nói mà mình cũng phải phục vụ cho nó toàn vẹn được thì cũng có một hai điều sơ sót á. Thì cũng mong cô bác và nhiều lò lắm cả nhà ơi. Quý vị mình lượng tình bỏ qua dùm. Dạ, chân thành thành cảm ơn và cảm ơn. Con chào chú. Ôi ơi. Dạ, nóng lắm. Dạ. Bây giờ nè, nó dây này nó nguy hiểm lắm, không? Dây này là dây ga. Dây ga bây giờ tụi tôi làm là tôi không cho người vô là lý do sao? Tại vì nếu mà có lỡ dây ga nó sẽ sự cố gì đó là lần này tụi tôi phải chịu trách nhiệm. Dạ. Đúng không? Mình là cái người làm là tất nhiên mình phải an toàn cho tất cả anh em. Dạ. Chứ không phải là mình để là mình khó khăn gì. Nhưng mà cho con hỏi là trong khu vực này thì bao nhiêu bếp và bao nhiêu người để đổ? Bây giờ trong khu vực này thì nó là 150 bếp, là 15 người đổ, một người 10 bếp. 150 bếp. Rồi. Ôi, vậy mà không sợ ế nữa. Không sợ. Nếu mà cái chỗ này mà rộng nữa thì tôi còn bếp tới 200 bếp lận. Còn 50 bếp tôi chưa có làm được. 50 bếp. Rồi sáng giờ là mình đổ bao nhiêu ký gạo rồi ạ? Sáng giờ là đổ 150 rồi, còn cái này nó là 200. 200 ký. 200 ký là nhiều bánh xèo dữ à. 200 ký mà là gạo không em, chứ chưa có tính mà tới. Chưa tính bột. Dừa rồi hả? Tính bột dừa nữa. Wow. Dừa, bột rồi đủ thứ. Dạ. Mọi... Vậy là mình là bên từ huyện Hòa Hảo thì mình ở khu vực nào ạ? Tôi thì ở đây tôi là như quản lý là tôi ở Chi Tôn, An Giang. Dạ, có cái chị đi với Dư chung làm chung thì chị đó là Đồng Tháp. Đồng Tháp. Vậy là mình liên kết thành một nhóm rồi, xong rồi nó có lễ nào đó mình sẽ đi đến đây. Rồi.
ở đây là hoàn toàn là miễn phí hết. Miễn phí hết, hoàn toàn miễn phí. Dạ. Không đồng mà. Nếu anh em này là đi theo tiếp mình thì cũng chẳng là tiếp, cũng không có tiền bạc gì hết. Dạ. Là xích công và tiếp thôi. Dạ. Nhưng mà nghe các cô nói chia sẻ là do đám của ông cố thì đến đây thì rất là vui. Đúng rồi. Dạ. Dạ con cảm ơn. Cũng có cái sơ sót phục vụ đó, nhiều khi nó cũng hơi đầy đủ. Có các bé, các chị, chị gái thì rất là dễ thương. Thế rồi tới sau làm sao? Dạ, mình đừng có che nắng cô bác ơi, bị gì nó đông quá rồi là thử nha. Cô bác mình cũng thông cảm rồi. Mấy bà thịt dao đi chứ hãy. Dạ, đi xíu rồi em sẽ qua liền. Ôi, ai cũng mặt đỏ hết. Ai cũng mặt đỏ hết, tại vì ngồi ở đây là 10 bếp ga. Mà 10 bếp như thế này á, thì mình phải làm ra cái sản phẩm này á, để liên tục luôn, nóng lắm. Ui, anh trai này khéo tay quá à. Em chào anh nha. Anh ở đâu? Anh ở đây luôn hả? Em ở Phú Tân. Phú Tân. Em ở Hòa Hảo. Dạ. Wow. Anh khéo tay ghê luôn á. Mà nướng đây nóng dữ luôn á. Sao mà càng nướng càng quạt thì nó càng nóng nhiều á. Càng nướng càng quạt thì càng nóng nhiều. Chị bên đây là đang hồi nãy chị bưng ra nè, chị làm xong chị bưng ra ngoài. Giờ đi vô đây làm tiếp. Xin cảm ơn nha. Quá cho bánh xèo, nhiều bánh xèo quá. Vậy là chú gom bánh. Các cô đều là những ghê chăn ở bánh xèo, rất là chuyên nghiệp. Thì bếp ga để nó xèo dùm tụi em. Bây giờ chúng em đang đổ nóng dữ lắm cô bác ơi. Vừa lửa và vừa ghi ra rồi nó chằng chịt, nó rất là khó khăn cô bác. Đừng có biết cô câu dùm. Rồi ra ngoài thì tụi em sẽ phục vụ cô bác tận tình tới chiều luôn. Rồi tới chừng nào mà hết bận rồi tụi em mới nghỉ luôn. Rồi cô bác thì cũng phải thảm tới ngoài thì phục vụ. Dạ, ông cho viên chứ tôi bánh xèo quá vậy. Dạ chưa, dạ chưa. Dạ, tôi nói tôi đã bánh xèo quá, ăn đi. Ăn thử thức bánh xèo Hòa Hảo. Dạ. Hiểu không? Còn bánh ngồi đi, dạ. Tôi bưng qua. Dạ, chút xíu. Dạ, đợi xíu à. Hiểu không? Dạ. Anh ăn bánh xèo quá không? Mày đi, đậu tại đây anh luôn. Đó, bánh xèo Hòa Hảo luôn. Bánh đó ngồi đi. Ôi, cái độ múc nước đá của cô mà bằng cái gáo dừa luôn nè. Vậy hả? Dạ. Dạ. Tổ đình. Trên tổ đình. Tổ đình dắt hết trơn quá không chị? Ở tổ đình dạ. Có nguyên đủ thật thầy tây em. À, bấm lên xong thủy. Không hỷ là sẽ hiện ra liền, không hỷ là đám cưới. Không hỷ đám cưới không? Dạ đúng rồi. Bấm tên cái gì đó. Dạ cô bấm vô xong hỷ. Xong hỷ. Rồi, cô nhớ là đám cưới là có con. À. Xong hỷ á con. YouTube xong hỷ. Dạ. Tối nay cô lên 6 giờ. Dạ tối nay cô lên YouTube 6 giờ là xong hỷ là cô sẽ thấy con. Thôi rồi đi quay đi, nào đó bụng qua đây dùng bánh xèo, dao dạ. Sẵn, nước đá sẵn, cái gì cũng có sẵn thời gian. Cà phê mình, sẵn, phê sẵn, cà phê sẵn. Mình người ở đây dùng Phật. Dạ. Đó là cái là ngày lắm kỷ niệm cố, lễ. Rồi anh em chung với nhau mà là tiếp đãi. Dạ, qua đây em cho em xin hỏi cái là kỷ niệm 151 ngày ông cố mất tích hả anh, hay là ông không có, ông mất tích ông cái ngày ông đánh giặc mà bây giờ á là ngày là cho như lính về hết ông. Dạ. Là có con hổ bạch đó là cõng ông đi lên núi. Con hổ bạch đó là hổ trắng đó. Dạ. Nên cõng ông lên núi. Dạ. Rồi mất tích luôn tới bây giờ luôn chứ không phải là mất mất. Dạ. Dạ.
tức thôi. Mắc tức thôi chứ không phải là mắc. Nếu mà gọi là đám dỗ thì không đúng. Lễ, bởi vì kêu lễ ông đó. Lễ kỷ niệm. Lễ ông kỷ niệm mà ông Quảng Cơ. Trần Văn Thành. Cũng nhờ các cô các chú ở đây chia sẻ nên là Sống Việt cũng biết về cái kỷ niệm của ông. Dạ, Châu Đốc ủng hộ cho người Châu Đốc An Giang ạ. Mà nhiều đạo lắm. Dạ, đây nhiều đạo. Vậy là nhau. Con phải đi nhiều để nhiều con quảng bá về quê hương của mình. Bởi vậy dạ. Rồi con cảm ơn. Rồi có phải có cái viết mình phải ghi ra trong cái cuốn vở rằng mình chiều nay mình bắt lên. Chiều nay là 6 giờ chiều mở lên liền là sẽ thấy liền gương mặt liền luôn. Sông hỷ. Sông hỷ không? Dạ, mình nhớ rồi, đám cưới sông hỷ đó. Đám cưới là sông hỷ. Dạ đúng rồi coi. Rồi con cảm ơn nha. Rồi lát con nó bụng lại đây nha, ăn bánh xèo. Dạ. Đúng rồi, ta đem ra cho rồi, ta đem ra đang cho rồi mấy cô đừng lo. Rồi chị đến nha, ơi chị đến nha. Dạ. Rồi tội chú quá. Không ai nhìn chứ. Rồi cô đang chặt hè. Ôi cô đang làm cái heo chay kìa. Trời ơi. Nhìn hấp dẫn ra luôn, nguyên một cái tảng to luôn. Kìa, chiên giòn lên nè. Cái câu này mình cắt nè, rồi xong rồi chiên giòn luôn. Chiên giòn lên. Bên đây mới là cơm. Cơm phải lấy bằng cái rổ. Cái này gọi là cái rổ đúng không? Ui. Các anh đã đang sửa điện liền luôn kìa. Tên gì? Dạ con em Sông Hỷ. Sông Hỷ. Dạ. Ui, nóng lắm cả nhà ơi, nóng lắm cả nhà ơi. Ui. Đứng đây mà nóng quá, nóng luôn. Hồi nãy khu vực này là đang bị chập điện nè, nhưng mà các anh là xử lý liền luôn để cho có quạt cho bà con ngồi mà bị mát á. Ui. Không biết ở ngoài phía trước là có gì nữa không á. Hồi nãy em nghe là dạ con chào các cô. Hồi nãy là xong hãy nghe là các anh nói là ở trong phía sau này có một bức tượng của ông nữa. Mà không biết là phải trong khu vực sau luôn nè không. Xin đi nước xin đây quá. Anh uống trà đường á. Dạ, chắc con xin một ly trà đường được không cô? Đây à, để uống mà. Tôi được uống mấy ly uống. Dạ, con cảm ơn nha. Còn cái này cà phê hả cô? À, cà phê. Dạ, con cảm ơn nha. Cảm ơn các cô. Đây là cà phê nha cả nhà. Làm ly cà phê cho tươi mát, cho mát mẻ. Con uống cà phê luôn. Phê cho nó tỉnh luôn. Cô ơi, cho con hỏi là ở ngoài trước hồi nãy con có quay tượng đài của ông á. Ông cố á thì anh đó anh nói là ở phía sau này có thêm một cái tượng đài đẹp lắm. Là nằm ở đây hả cô? Tượng đài ông cố, tượng đài mới bây giờ đó. Tượng đài của ông cố á hồi lúc trước á. Là ở phía sau này. Ở ngoài trước là không đúng hả cô? Ở trước cũng đúng luôn. Dạ. Có luôn mới làm. Mới làm sao nè. Không có nào. Cố con cố luôn. Dạ con cảm ơn cô. Mình sẽ đi ra ngoài phía sau để mà coi tượng đài của ông cố. Có một số cửa thấy là dụng cụ bên ngoài, nước tí, cướp giật tài sản. Nay ban quản lý di tích đồng thời dẫn chơi Trần Văn Thành thông báo bà con đến tham quan và những di tích hãy tự hành giữ gìn tài sản như ôi, dưới số mà để luôn điện thoại di động và đồ trang sức có giá trị. Mong bà con hãy lưu ý và cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và mọi người xung quanh. Trong này là chánh điện á cả nhà, mà đông quá. Vô được không? Sợ đông quá, vô không được. Trong này chắc không biết là vô được hay không, đông lắm. Mình vô mình coi chia sẻ được gì mình chia sẻ nha. Được rồi, vô được. Đây là bên trong chính điện.
bàn thờ miếu thì được theo kiến trúc là sơn son thiếp vàng, rất là trang nghiêm. Siêu to vậy. Kiều của ông, để mình hỏi thử có phải kiều của ông không? Chú cần hỏi này phải kiều của ông chú? Dạ, cái kiều là xe loan. Xe loan của ông hả? Dạ, của cố đó. Đây là cái xe loan của ông cố, đúng không ạ? Đây là giống của ông. Rất là lớn quý vị nha. Phía sau đi được không anh? Được. Vào sao được theo. Rồi dùm ra phía sau thử có gì không nha. Phía sau là nhà ăn quý vị. Rất là rộng. Tiếp tục mình đi vòng qua đây để chia sẻ với quý vị những cái không gian bên trong chính điện. Đây mấy chú đang cúng. Đây là có một khúc gỗ có ghi những cái câu văn của ông ngày xưa nè. Thà thua xuống láng xuống bưng. Bên đây là gì đây? Kéo ra đầu giặc, lỗi chân quân thần. Ngày 21 tháng 2 nên giáo tình cũng là ngày lễ chúng mình cũng cúng con. Chúng con trở về nơi chùa cũng như tự nhận để cho chúng con cúng con của bà cùng quan học thầy công an thanh lễ đến cố tờ của huyện để làm lễ trình nhân dân của huyện phát khổ cho chúng con làm lễ được trong lành trọng sáng. Được đoàn thể trong toàn chúng con từ lễ sinh nội thì đồng tình với vô sự tập tỉnh tiêu từ nặng khỏi qua hoa tinh thần của bà đặt tầm nhiều điều may mắn tốt lành sẽ phát bồ về tâm tinh tâm tu hành tâm đạo đến ngày sau này chúng con gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
nghĩ là từ ở ngoài trước là đi ra ngoài phía sau. Ở phía sau này thì là tượng chính của ông Đức Quảng Cơ, Trần Văn Thành. Trần Văn Thành còn gọi ở đây là còn gọi là Quảng Cơ. Quảng Cơ là chức vụ của ông á. Đúng rồi. Sau tên là Trần Văn Thành. Cố Đức Quảng nữa. Quảng Cơ, Trần Văn Thành. Đây là bức tượng bằng đá biểu tượng của ông, và cũng có để trên những cái tiểu sử của ông trên đá luôn cả nhà. Ở đây thì kính lễ để mà dâng những cái lẵng hoa trong. Còn đây là quảng trường quá, khu văn nghệ lễ văn hóa truyền thống của ông, huyện Châu Phú lần thứ 22 đúng không? Lần thứ 22. Lần thứ 22. 2024. Là đã làm lễ rồi, làm lễ chắc sáng mai hay gì á, nên là ghế vẫn còn nằm ở đây. Chắc tối nay có thể là có văn nghệ chứ. Tối nay chắc có văn nghệ. Đang có sân khấu rất là lớn. Và phía sau mình là rất là đẹp nha cả nhà. Ở phía sau này mình có thể là đi qua đình của ông luôn. Đi thẳng ra. Ở phía trước thì cũng có cái bức tượng của ông, nhưng mà bằng cái gì đó. Còn phía sau này thì là bằng đá. Cái này xa quá, không biết là ông bà cô chú thấy được cái bức tượng của ông không. Quảng Cơ Trần Văn Thành, ngày sinh thì không biết, còn mà ngày mất của ông là 1800, không phải là ngày mất, nhưng ngày mất tích của ông á là 1873. Đó cả nhà. Thì hôm nay thì một trải nghiệm của Song Thủy cũng được đi đến đến đây gọi là Châu Phú. Hôm qua là đi Phú Bình ở Phú Tân, thì có ông Quảng Cơ thì cũng có nhiều dinh để mà người ta thờ cúng, cũng có các bà con Phật tử tín đồ cũng thờ cúng rất là nhiều. Ngoài Phật giáo cũng có Phật giáo Hòa Hảo và các cô chú khác nữa. Cũng có rất là nhiều khách đến đây, các cô chú ở miền ngoài cũng đến đây để mà có thể là đến dân hương, dân hương nè, rồi đến để mà xem cái lễ của ông thì như thế nào, có lớn hay không. Và ở đây các cô chú, các cô chú là chuẩn bị những cái đồ ăn rất là nhiều, rồi thêm bánh xèo, đồ cơm chay, rồi nước uống, rồi có những cái đồ rất là nhiều, ai có gì thì đem vào trong đấy để cúng. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nếu mà ông bà cô chú nào mà có về quê hương của Song Thủy á, mà trong những cái dịp lễ hội hoặc là những cái lễ cúng như thế này á, thì cũng có thể là đến trải nghiệm nha. Video này thì Song Thủy cũng muốn là chia sẻ và lan tỏa những cái nét yêu thương, những cái nét văn hóa của quê hương của mình gửi đến ông bà cô chú. Hy vọng ông bà cô chú sẽ yêu thương đồng hành với Song Thủy nha. Nhớ là xem video của Song Thủy mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Và cả nhà lưu ý nha, khi mà mình đi đến những đám đông thì hãy tư trang của mình thì có thể là gỡ ra, túi sách của mình, ba lô mình thì có thể là bảo quản hoặc là kỹ nha. Tránh trường hợp những người xấu mà người ta muốn lấy đồ của mình thì cũng không có được lấy được, cũng không có giống như là cơ hội cho họ để mà làm ra để những cái việc xấu. Nên là mình phải chuẩn bị như thế này. Xong hãy là ôm về lúc xa trước, lúc mà mới vô thì mang sau lưng, còn bây giờ là đưa ra ngoài xứ trước này mà dịnh đi như vậy nè. Nên là có nhiều hình ảnh cũng không có được thấy ôm ba lô về là cả nhà hiểu hết. Khi mà đi vào đám đông á thì mình cũng hạn chế đeo tư trang, rồi dẫn em bé thì cũng phải cẩn thận nha, để nhiều khi lạc nhau thì đông lắm cả nhà ơi. Còn bây giờ thì Song Thủy cũng tranh thủ về nhà để mà có thể là xử lý file và có thể up lên cho ông bà cô chú có thể xem được những cái nét văn hóa của mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Song Thủy đang có những cái mặt sản quê nhà của Song Thủy. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Song Thủy nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100%. Và xứ sở của quê hương của Song Thủy là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Song Thủy nè. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Song Thủy. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà kế tiếp của Song Thủy muốn gửi đến ông bà cô chú, đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 đôi, có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài này những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Song Thủy có những đặc sản như là khăn vạch thủ công của đồng bào Chăm, 150.000. Mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao là TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Song Thủy số điện thoại Zalo, Viber là 0344 226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Song Thủy Vlog.
cả nhà có thể ủng hộ cho Xuân Thủy nha.